Chào mọi người, hôm nay lên clip để giới thiệu với mọi người một số món hàng quay để cho anh em thấy ha, tại vì nó nhiều rồi mình liệt kê nó cũng không có đầy đủ. Đây, rồi trước khi đi vào nội dung chính thì nói về cái hình thức bán hàng cũng như là cái quỹ lá lành đùm lá rách, thì hôm trước mình công bố rồi hình thức bán hàng trước đi. Thì hình thức bán hàng thì bên mình bán hàng là giá của tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hết nha mọi người, giá của tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển nhưng mà không có bao gồm phí đồng kiểm. Nghĩa là anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì khi đặt hàng mình báo trước là tôi muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì anh em phải trả thêm 20.000 đồng phí, đó gọi là phí đồng kiểm, mà cái đó là bưu điện thu chứ mình không có thu. Còn vì sao bưu điện thu thì anh em nên hỏi bưu điện thì sẽ rõ, và tất cả đơn vị vận chuyển thì chỉ có riêng bưu điện là nó thu cái phí đó thôi, còn các đơn vị vận chuyển khác thì nó không có thu. Rồi, cái hình thức bán hàng là như thế. Điều quan trọng là anh em nên xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Và khi quyết định đặt hàng rồi thì nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đặt hàng mình đừng có gấp, xem kỹ coi có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, đặc biệt là có phù hợp với túi tiền của mình hay không thì liên hệ đặt hàng. Rồi, hình thức bán hàng là như thế. Thì những cái món lớn thì hình thức giao dịch là chuyển khoản, còn những món nhỏ nhỏ thì có thể ship COD bình thường. Những món lớn, những món giá trị cao thì để anh em chắc chắn lấy thì anh em phải chuyển khoản thì mình mới gửi hàng. Rồi, về hình thức bán hàng là như thế. Còn về quỹ lá lành đùm lá rách, hôm trước mình công bố được số tiền là 19 triệu 220 ngàn đồng. Thì clip vừa rồi mình bán được 10 đơn hàng, mỗi đơn hàng mình trích ra 5.000 đồng từ lợi nhuận là được 50.000 đồng. Khách hàng thì có anh Khanh ở Hồ Chí Minh đóng góp 50.000 đồng. Lũy kế đến ngày hôm nay là 19 triệu 220 cộng với 100 là bằng 19 triệu 320.000 đồng. Quỹ đến thời điểm hiện tại là 19 triệu 320.000 đồng nha mọi người. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Vào nội dung chính luôn. Đây, đây là một cái đồ vắt vắt cam nha mọi người, đồ vắt cam nó còn khá là đẹp nè, còn khá là đẹp nha. Ở dưới đáy nó thì nó bị oxy hóa nè, cái này về mọi người chà thì nó sẽ ra thôi, mình lấy cước mình chà nhẹ thì nó sẽ ra thôi. Lấy miếng nước tẩy tẩy để vô đây rồi chà liền nha, đừng có ngâm hoài là nó đen luôn á. Còn không thì cứ để về xài. Cái này á, là nó mất một con ốc dặn ở đây nè, rồi mình thế con ốc khác vào nè, nó mất con ốc dặn chỗ này, mình thế con ốc khác vào, đó. Thế ốc khác vào nha. Đây, rất là dày dặn nha mọi người, rất là dày dặn luôn. Để đo cho anh em thấy, này nó bằng nhôm hay gì đó. Cao 7 nè. Đường kính của nó là đường kính khoảng 10 nha mọi người, cao 7 đường kính khoảng 10. Chiều dài này khoảng 25. Chiều dài khoảng 25. Hiệu của nó nè. Dày dặn lắm nha mọi người. Không phải 7 kg. Có thì cân sẵn cân luôn. Nó nặng là không phải 7 kg nha mọi người. Rồi, số 1 giá
300 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Mã số 1 giá 300 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái cúp. Cúp người ta để trong hộp luôn à. Cúp này không biết cúp gì. Mã số 2 giá 300 luôn mọi người, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Giá 300 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Đó, cúp hình một cô gái có đôi cánh thiên thần nâng cái quả gì lên đây không biết nữa. Này là bằng nhựa nha mọi người, ở trên đây bằng nhựa nè, ở dưới này là nhôm nè, ở trên đây nhựa nè, còn dưới là nhôm. Đây nhựa nè, đây nhựa nè. Đó, có chỗ này là bằng nhôm nè. Toàn bộ ở trên đây là nhựa nha. Đây nhôm, đây nhựa, đây nhựa. Đó, một chiếc cúp còn đẹp mới trưng bày. Cái này có tiền thì chưa chắc gì mua được. Rồi giá của nó là 300 nha mọi người. Mã số 2 giá 300 đã bao gồm phí vận chuyển. Cái cúp này để đo chiều cao của nó là 38. Chiều cao 38 nha mọi người. Chiều cao 38. Ở dưới đây hình vuông, nó chiều rộng của nó là 8 nè. Rồi để mình dịch coi cái này là cúp gì vậy. Rồi dịch ra là nó để triển lãm gì đó mọi người, triển lãm gì đó cũng không biết nữa. Nó dịch nhiều khi cũng không chính xác nữa. Rồi, mã số 2 giá 300 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 3. Tết tới là mua dao về xài nha mọi người. Mã số 3 là ba cái dao gọt trái cây. Giá 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Một cây nè. Chiều dài 22. Bản lưỡi là 2,7. Chiều dài của lưỡi là 12. Cây này chắc cũng cỡ cỡ vậy đó. Nó ngắn hơn tí. 21,5. Bản lưỡi là 2,6. Chiều dài của lưỡi là 11,4. Cây này nhỏ hơn. Chiều dài là 16,5. Bản lưỡi là 2. Chiều dài của lưỡi là 7,5. Ba cây giá 200 nha mọi người. Ba cây giá 200 ngàn đã bao phí vận chuyển luôn. Ba cây nha. Cắt giấy thử. Cái này về anh em muốn bén thì mình kiếm thợ mài, hoặc là mình tự mài, hoặc là để dây xài vẫn bình thường nha mọi người. Tại vì nó hiện tại là nó cắt giấy cũng được được nè. Đó. Nhưng mà nó không có được ngọt thôi. Nó không được ngọt thôi nha mọi người. Cắt được. Dao nhỏ đi em gọt trái cây được mọi người. Nè, nó cắt được nè. Nhưng mà nó không có được ngọt. Đó. Nó không được ngọt thôi, nhưng mà nó cắt vẫn được. Mình muốn bén nữa thì mài sơ lại cái nữa. Nhưng mà mài dao này muốn cắt được giấy là phải dân mài cũng phải siêu mọi người. Dân mài cũng phải siêu lắm mới được. Cái dao này rất là xịn sò nè. Cán nhựa. Rất là xịn sò. Cái dao này có chữ luôn nè. Đó, tất cả dao đều là hàng nội địa Nhật hết nha. Đây này nè. Sunfat. Mà về in da bằng nè. À, mã số 3 giá 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Ba cây. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng 300 luôn. Mã số 3 nãy là 200 nha mọi người, mã số 4 là 300. Đây,
Mã số 3 là 200 nha. Nhiều khi mình không biết có đọc lộn không. Số 3 200. Số 4 là 300. 4 là một cây dao của Đức nè. Đó, dao sắc thạch của Đức. Muốn sắc gì sắc nha mọi người. Số 4. Số 4 giá 300. Đo nha mọi người. Số 4 nha, giá 300. 29,5, dài 29,5. Bản lưỡi là 4. Chiều dài của lưỡi là 18. Dài của lưỡi là 18 nha mọi người. Còn cái này 29, dài 29, bản lưỡi 4,5. Chiều dài của lưỡi là 17. Dao này mình không có biết mài, mình mài là nó chỉ tới cái trình độ này thôi, không có mài mà cắt giấy ngọt được nha mọi người. Đó, này cắt được nè, cho nên là mài gì sẵn cho anh em luôn nè, không có đạt cái trình độ mà cắt mà nó ngọt, nhưng mà vậy là cũng được rồi. Đó, cắt giấy được nhưng mà nó không có ngọt. Còn mấy anh mày biết mài á, tao mài cắt rất là ngọt luôn, bén cực kỳ bén luôn. Rồi, mã số 4, giá 300, đã vào phí vận chuyển, hai cây dao. Dao này là liền, cán liền nguyên khối nè, cực kỳ bén luôn. Thử trên này nó chốc rồi, mất rồi. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5, một cặp dao này 420 nha mọi người. Cặp dao 420, đã vào phí vận chuyển. Cây dao này là 3 lớp thép nè. 1, 2, 3, mọi người thấy rõ nè. Đó, có chữ rất là xịn luôn. Cán nặng, cán này cán gỗ mọi người. Gỗ nặng. Cái dao cầm nặng tay lắm. 30,5. Bản lưỡi 4,5. Chiều dài của lưỡi là 18 nha mọi người. Nên chiều dài là 32. Bản lưỡi là 4,2. Chiều dài của lưỡi là 20. Cây này 400 chẵn nè mọi người. Lẻ lẻ mất công quá. 400 chẵn đi cho anh em mua. Hai cây này rất là xịn nha mọi người. Đó, cây này cầm rất là nặng tay nè. 3 lớp thép. Gọt giấy thử. Cây này mài bén nè. Cắt giấy ngọt nè. Cây này không ngọt bằng cây kia. Đó, nhưng mà nó cắt vẫn ngon. Đó. Gặp cao thủ mày dao mày một cái là cắt bén cực kỳ luôn á. Số 4. Mã số 5 giá 400. Mã số 5 400 nha mọi người. Mã số 5 giá 400, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 6 nha mọi người. Mã số 6 giá 250, đã bao phí vận chuyển luôn. Cái này là một cái máy câu hay gì mọi người. Made in Korea, sản xuất ở Hàn Quốc nè, nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha. Cái thông số của nó có để trên đây nè. Đó. Cái này lạ. Không có rành về máy câu cho nên là cũng không có biết, chắc là cái máy câu á, nhưng mà nó sử dụng sao đó không biết luôn. À, mình quay cái này đưa lên đưa xuống nè. Giống như cái mai vậy. Quay đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống. Ở trên đây thì nó có mấy con ốc dặn,
mấy ốc dặn. Và đảo chiều sao không biết đảo chiều khúc nào nè mọi người, không biết đảo chiều bằng cái nút nào nữa, nhưng mà nhìn thì nó rất là xịn, rất là xịn luôn. Giá 250 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn, nhìn rất là xịn, nhỏ gọn xịn nha mọi người. Cái này đường kính 5,5, đường kính 5,5, chiều dài chưa tính cái quay là khoảng 9 nè, tính luôn cái đầu quay nè 11,7, tính luôn đầu quay khoảng 11,7, từ đầu quay này qua đầu quay này khoảng 10 đó. Nhìn rất là xịn sò, nhưng mà cái nút đảo chiều thì không biết nút nào nha mọi người, đảo chiều là không biết chỗ nào luôn. Rồi, giá của nó là 250, mã số 6, giá 250. Này là chắc là máy câu á, khả năng máy câu rất là cao. 250. Tiếp theo là mã số 7. 7 là 550 nha mọi người. Máy câu này to nè. Máy câu cầm lên là rất là to luôn. Này là khủng mà. Dài khoảng 16 nè. Chiều dài khoảng 16 nha mọi người. Còn đường kính này ngoài này là nó khoảng 5.5 á. 5.5. Từ cái đầu quay qua bên cái này là khoảng 20 nè. Từ đầu quay qua đây khoảng 20 nè. Đo xéo thôi nha mọi người. Rồi, vậy để cho anh em hình dung. Nó to lắm. Đây, để trên lòng bàn tay là nó từ cái ngón tay cho tới vô tới trong này nè. Cái này nó để là này của hãng. Shimano nha mọi người. Của hãng Shimano nè. Của hãng Shimano nó để gì 4.000 nè. Đó, mấy cái đời đó. Anh em nào mà chuyên xài cái này thì sẽ rành, rất là rành cái mấy cái vụ này. Mình không rành lắm. Chỉ bán thấy cái gì thì quay lên cho anh em thấy cái đó thôi. Shimano thì mình biết thương hiệu là khá nổi tiếng rồi. Nó sản xuất ra từ vài trăm mấy cái máy nè, từ vài trăm cho tới vài chục triệu, cho tới vài chục triệu nha mọi người. Mà đồ mới nó chứ không có hàng trăm đâu, hàng triệu không à, tại hàng đã qua sử dụng nó mới có giá vài trăm. À, quay nè, rất là nhẹ nha mọi người. Đảo chiều nè, khóa đảo chiều nè, lui không được nè nha mọi người, lui không được. Đây nó có cái biểu tượng của cái thương hiệu nè. Cái gì Amatit Design gì đó, theo cái thiết kế của cái gì đó, có thương hiệu giống như là con chim, con ó, con đại bàng gì đó. Đây nè mọi người. Giống như con chim ó, chim đại bàng vậy nha mọi người. Rồi, giá này của cái này là 550, đã bao phí vận chuyển nha mọi người. 550.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Hình thức của cái máy này còn rất là đẹp luôn. Hình thức của nó còn rất là đẹp. Giá 550, đã bao phí vận chuyển luôn. Này, mã số 7 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái Automat. Nó gọi là tiếng Anh nha mọi người. Đọc tiếng Anh như gió vậy đó. Automat này nó để 60A này nha mọi người. 60A. Cái này nếu mà máy mới thì nó hàng bạc triệu quá mọi người. Cái cục mới thì nó bạc triệu quá. 3 pha nha mọi người, 3 pha 60A. À, 3 pha 60A. On off đây. 1 2 3 đó. 3 pha 60A made in Japan của Mitsubishi nha mọi người. Mitsubishi đây. Cái biểu tượng đó nè, Mitsubishi nè. Thông số thì anh em nào rành về điện thì rành về cái cầu dao nè nha mọi người. Automat đó gọi là cầu dao tự động á. Đó. Anh em thấy rồi đó, 440 à, từ điện từ 100 cho tới 440V AC đó. Điện đầu vào nó cổng tới 440 luôn mọi người. 60A. Thông số
mắt in da băng á, mắt in da băng dòng dưới nè, Mitsubishi sản xuất ở Nhật luôn. Này không biết còn xài nó mới hay là nó cũ, nhưng mà đã xài chưa, nhưng mà thấy nó rất là mới luôn nè, thấy nó khá là mới. Đó, cái cục này mà mới là bạc triệu của mọi người. Rồi 60A giá 300 đã bao gồm phí vận chuyển, mã số 8 nha mọi người, mã số 8 giá 300 đã bao gồm phí vận chuyển. Chiều dài là bao nhiêu đây, chiều dài 13, chiều ngang 7,5, dài 13, ngang 7,5, nó nặng cực kỳ nặng luôn, chắc cũng cả ký á mọi người. Không chấm 7 mọi người, không chấm 7 kg, này mã số 8 nha, không chấm 7 kg, 300.000 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 9, mã số 9 là một đôi giày nha mọi người, đôi giày nữ, cái size nữ 30-38, giày này thì nói chung nam nữ gì mang cũng được, nhưng mà 38, cái size 38 chân nữ mang vừa, không biết chân nam mang có vừa hay không, cho nên nó là giày nữ, tại cái này là size nữ nha mọi người, size nữ 38 nè, nếu 38 chắc chân của nam 37 là mang vừa, mình sục lên size chắc là mang vừa nè, size 38 nha mọi người, trong đây cũng có nữa nè. Đó. Để giấy vô cho nó nặng. Cái này của hãng Nike nè, thương hiệu Nike, Nike đó, Nike hồng phối hợp với đen. Này hình thức đôi giày còn rất là đẹp nha, hình thức còn rất là đẹp. Cái này anh em mua về mang đi chơi Tết, đi du lịch đồ là bình thường nha mọi người, nó còn khá là đẹp. Đế của nó nè, không có bị rách nha, còn khá là đẹp, không bị rách bên trong nè. Đó, còn khá là đẹp. Vậy anh em xỏ giày giặt sơ lại cái là mang đi là ngon lành cành đào, không có, nó rất là đẹp luôn. Đó, một chiếc nè, rồi tới chiếc bên đây. Hiệu Nike nha mọi người. Đây, cái mũi cũng có nữa nè. Rồi nó là size 38, size nữ. Nếu nam muốn mang thì mình trừ hao đi, khoảng 37 mình mang là vừa. Rồi giá của nó là 300 đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 9 nha mọi người, mã số 9 giá 300 đã bao phí vận chuyển luôn. Này mua cho con mình đi thể dục cũng ngon nữa mọi người, đi học thể dục nữa cũng ngon nữa. Tiếp theo là mã số 10, mã số 10 cũng giá 300 luôn nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 10 này một thương hiệu của Anh nè, thương hiệu của Anh nha mọi người. Đó, cái này nó không có để size mấy, nhưng mình nghĩ nó sẽ tầm size khoảng 35 mọi người, size khoảng 35 nha. Đó, có lá cờ của Anh nữa nè, thương hiệu nè, không có bị rách nha. Đế nè còn rất là đẹp, đế còn đẹp dù nữa, nó không có để xài mấy. À, bên trong nè có chữ thương hiệu trên miếng lót luôn. Size 33 mọi người, cái này nó để size 33, EUR 33 là made in Việt Nam luôn nè. Đó, made in Việt Nam nha mọi người. Việt Nam là cái nơi mà giá nhân công
sản xuất ra giày khá là rẻ, cho nên là các công ty giày hay đặt ở Việt Nam. Mọi người thấy mấy khu công nghiệp đa số là công ty giày không, nhiều người Made in Việt Nam, nhưng mà nó này là thương hiệu Anh sản xuất ở Việt Nam, xuất qua Nhật, thị trường Nhật xài. Này size 33 mọi người, chứ không phải 35, đoán tầm bậy à. Size 33 nha. Đó, con mình là con em mình mang size bao nhiêu á thì mọi người này mua cho con mình đi học thể dục là ngon lành cành đào luôn mọi người. Rồi size 33 nha, chiếc này nè. Hàng thương hiệu này, nó có mã số là GL6000. Chỗ cái đế này nó mới nó bị đụng cái gì nó chạy nè, nhưng mà đâu có ảnh hưởng gì đâu. À. Rồi, giá của nó là 300, đã bao phí vận chuyển. Này mình mua cho con mình đi đi học thể dục, hoặc là con nhỏ của mình nó đi du lịch rồi cũng sang trọng nha mọi người, rất là bền luôn á. Bền mà sang đó. Mang hàng thương hiệu. Hiệu này thì khá nổi tiếng rồi. Hiệu này nó lạ nhưng mà nó còn nổi tiếng hơn nữa. Hiệu lạ so với mình, tại mình ít có thấy nó, nhưng mà nó là thương hiệu của Anh, của nước ngoài. Nó rất là xịn sò, anh em nào mà xài nhiều hàng thì anh em sẽ biết. Mã số 10, đồng giá 300. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 là hai cái mâm nha mọi người. Hai cái mâm giá 280 ngàn, đã bao phí vận chuyển luôn. 11, 280. Mâm này gỗ nha mọi người. Mâm gỗ. Đã qua sử dụng rồi. Đã qua sử dụng rồi nha. Đó, quay để cho anh em thấy rõ nè. Sử dụng rồi, nước sơn nó có chốc chốc nè. À, đây thì nó vẽ trái cây 280 nha mọi người, hai cái 280 đã bao gồm phí vận chuyển. Rồi cái này thì bên ngoài nó không biết bên trong nó bằng cái gì, bên trong nó bằng nhựa hay bằng gì, nhưng mà bên ngoài nó bọc một lớp nhựa này, giống như là nó giả da, bọc một lớp giả da. Ở đây thì nó làm hoa văn giống như là thổ cẩm vậy, giống như thổ cẩm mọi người, hoa văn giống như là thổ cẩm. Trên đây nó bọc miếng da có chốc chốc nhẹ nhẹ nè. Đó, nhưng mà nhìn khá là đẹp nha. Cái này mình đựng những cái bộ bình trà nhỏ là cực kỳ sang trọng luôn á. Đựng những bộ bình trà gọn gọn 5 5 ly. Nhưng mà nhờ loại nhỏ nha mọi người, loại to thì đựng không vừa, 30 nè. 23. 30 23. Này đường kính là 33,5. 33,5, cao khoảng 2,5. Cao khoảng 2,5 nha mọi người. Cái này thì cao khoảng 1,5. Rồi một cặp này là 280 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người. Một cặp giá 280 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 12. Là một cái cân điện tử nha mọi người. Một cân điện tử hiệu Tanita nè. Tanita. Giá 500 đã bao gồm phí vận chuyển. Cân này nó theo dõi sức khỏe luôn nha mọi người, nhưng mà mình không có biết sử dụng cái mấy cái chức năng này đâu. Đứng ngồi vậy nè, anh em nào về nghiên cứu. Chiếc cân này là nó bạc triệu của mọi người. Cân này là bạc triệu không á, hiệu cái đời của nó nè. Để thông số gì rất là nhiều. Này, 100 kg. Sai số là từ 100 gram tới 100 kg thì đó, 100 100 kg đến 136 kg là sai số là 200 gram hay sao đó. Cân này cân 136 kg nè. Sai số là 0,1%. Không biết phải không nữa. Đó. Nó theo dõi sức khỏe đồ rất là nhiều nè, nhưng mà mình không có biết xài mấy cái vụ này. Về anh em lên Google dịch, anh em dịch hoặc là mình lên mạng để mình tham khảo rồi có cái loại cân này không, rồi nó chỉ hướng dẫn sử dụng nha. Mình chỉ biết là nó như thế này nha. Mở nè,
này nó có mình chỉnh được chế độ 4 người nè, 1 2 3 4 người nè. Lúc này thì nút mở và nút tắt. Pin ở dưới đây. Xài pin ở dưới đây, 4 cục nha mọi người. 4 cục pin. Đó. Cái chân này không biết sao nó làm thấp quá mọi người. Đây nè, thấp cái nắp pin nè. Nó gần bằng với cái nắp pin luôn á. Rất là mình thấy rất là thấp, bằng với cái nắp pin luôn. Chân khá là thấp. Mặt này thì còn cực đẹp luôn nè. Đó. Quay rất là chi tiết rồi nha mọi người. Khá là chi tiết nha. Này để trong nhà để mình cân theo dõi sức khỏe rồi cũng ngon lành lắm nha mọi người. Cân này nếu mà mới là cũng hai từ giá 2-3 triệu trở lên á. À, bấm nút mở nè. Nó lên nè mọi người, về không nè. Rồi mình nhảy lên mình cân nè. Đấy. Đó, 0,7 kg đó. Cân nghĩa là xong. Rồi anh em muốn cân sức khỏe thì chọn chế độ người thứ nhất nè. Đó. Chọn chế độ người thứ nhất. Rồi nó mắc cài đặt cái gì tùm lum đó mọi người. Không hiểu. Đó, cài đặt cái gì nè. Rồi mình cài đặt cái gì lung tung nữa rồi mới sử dụng tiếp được. Chiều cao nó cài đặt tùm lum hết. Còn anh em về nghiên cứu thêm nha. Còn cái chức năng cân của nó thì mình bấm tắt, bấm mở. Rồi mình bay lên mình cân thôi. Đơn giản nó là vậy thôi. Còn mấy cái chức năng theo dõi sức khỏe thì nó theo dõi được trong gia đình mình 4 người ha. Rồi nó cân xong nó tự tắt luôn nha mọi người. Rồi đó, bán cho anh em về nghiên cứu giá 500 ngàn, đã bao phí vận chuyển nha. Giá 500 đã bao gồm phí vận chuyển. Khi mình giao thì mình sẽ lấy mấy cục pin ra nha mọi người. Này không phải tiếc mấy cục pin với anh em, 4 cục pin 8 ngàn à. Nhưng mà mình để vào trong quá trình vận chuyển nó nhiều khi nó cấn á, cái nó mở mở lên nè. Dù mình cấn nhẹ là nó mở, cấn nhẹ là nó tắt nè. Đó. Thì nó sẽ làm hư cái máy của mình. Cho nên là thôi. Rồi tiếp theo là bộ bình trà nha mọi người. Bộ bình trà mã số, cây cân là mã số 12 à. Bộ bình trà là mã số 13. 13 nha, giá 800, đã bao gồm phí vận chuyển. Cái này là bộ bình trà ghép nha. Giá cái bình này là bình ngũ sắc nè. Tách trà nè. Tách trà thì mỏng nhẹ rất là đẹp. Mỏng nhẹ cực đẹp, có chuyện luôn. Nó ghép nha. Bình trà này là cái dạng bình ngũ sắc nhưng mà lọc là lọc lọc lưới nè, mình có thể mở ra vệ sinh được. Xài lâu ngày rồi, mở ra để mình vệ sinh. Vệ sinh cho nó sạch sẽ. Cái này có thể mở được các mọi người. Mở được nhưng mà nó hơi khó mở, về anh em tự nghiên cứu nha. Về anh em tự nghiên cứu nó mở được rồi. Mở ra để vệ sinh. Đó. Rất là đẹp luôn nè, màu xanh nha mọi người. Ở dưới đáy không có chuyện thì ở trên đây nó sẽ có chuyện. Này. 13 giá 800. Trên đây có chuyện nhiều mọi người. Cao khoảng 8. Cao khoảng 8 nha mọi người. Đường kính miệng là khoảng 8,5. Đường kính miệng 8,5, từ cái miệng rót qua tới cái quai này là khoảng 16,5. Bầu bình thì khoảng
Bầu bình khoảng 12. Bầu bình khoảng 12 nha. Quay cái nồi cơm điện mọi người, nãy giờ mình test nấu cơm nè. Test nấu cơm mình nấu để nước vào nấu nè, nó sôi nè, hiện tại là nó sôi nè nha mọi người. Nó đang sôi á. À, mình tắt để lát nữa thì không có test cái vụ nấu nữa nha. Đó, nước đang sôi nè. Đó, để mình tắt cho nó nguội đi, lát mình lai cho nó dễ nha. Tức là đang nấu nó sôi rồi đó. Mình đang nấu nó sôi đó, bây giờ mình tắt để lát cho nó nguội, nguội để mình không cần phải chờ đợi nó nữa. Đó, test cho mọi người thấy rồi đó. Rồi, mình tắt nha mọi người. Tắt để lát cho nó nguội. Mình xong tới tách trà nha mọi người. Tách thì nó có theo đúng bộ bình trà Nhật nó chỉ có 5 tách thôi, nhưng mà ở đây là 7 cái, nó có một cái mẻ mình để vào luôn. Đó, tức là 6 cái bị lành, cái bị mẻ để vào luôn, chứ không theo thì mình để lại như thế này, mình chừa lại cái mẻ, nhưng mà để hết cho anh em luôn, mình xài gì được mình xài nha. Nó mẻ nó này là 7 cái giống nhau, mình chỉ đo một cái thôi, có chuyện đầy đủ, hoa văn bông rất là đẹp. Còn cái tách trà nó mỏng, rất là mỏng luôn. Cao 6 nè, đường kính là 9 nè. Cao 6, đường kính là 9. Đây, bộ bình trà như thế này. Mã số 13. Do nó là bộ ghép nha mọi người, bộ ghép giảm anh em 100k. Là giá 700. Mình ghi giá của bộ thường này. Nhưng mà cái bình này nó là cái bình loại và dạng bình ngũ sắc. Bình ghép giá 700 đã bao gồm phí vận chuyển, mã số 13 nha. Giá 700.000 đã bao gồm phí vận chuyển nha. Một cái màu xanh. Phối vô cũng đẹp nha mọi người. Giá 700 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là bằng ủi ti phát của Pháp, giá 700.000. Bằng ủi có dây nha mọi người, hơi nước có dây, giá 700 đã bao gồm phí vận chuyển. Này mã số 14 nè, giá 700 đã bao gồm phí vận chuyển. Đây, giá 700.000 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái mặt này còn cực đẹp luôn, không có thấy chạy luôn nha mọi người. Còn cực đẹp nha. Không có thấy chốc chứ không phải là không có chạy. Chạy thì chắc ăn là có chạy đó, nhưng mà nó không có chốc men. Còn cực đẹp luôn nha mọi người. Đời của nó nè. Made in Rancy, tức là sản xuất ở Pháp luôn nha mọi người. Sản xuất ở Pháp luôn. Bằng ủi này ta bán bạc triệu không á. Từ 100V. Điện 100V, 1200W nè. Điện 100V, 1200W. Sản xuất ở Pháp luôn nha mọi người. Nhưng mà sử dụng cho thị trường Nhật nha. Sử dụng cho thị trường Nhật. Cái cần này là để mình tăng giảm nhiệt độ nè. Đó, mát nè, min nè. Kéo xuống, tăng giảm nhiệt độ. Đó, chỗ này là chứa nước. Ở đây là để mình đổ nước vào nè. Đó, đổ nước vào xong, đẩy xuống lại. Và chỗ này là để mình chỉnh nè. Qua đây là không có xịt nước được nè. Qua đây là xịt nước nhiều nè. Nước nhiều, nước ít gì đó, tùy theo mình chỉnh. Đó, giống như là tăng giảm âm lượng vậy. Còn sau này nó để hướng dẫn sử dụng gì đó tùm lum á. Chỗ này nó hơi dính dơ nè. Về anh em chùi lại. Bàn ủi sản xuất ở tại Pháp luôn nha mọi người. Hàng nội địa Nhật, sản xuất ở Pháp. Rồi, test nha mọi người. Đổ nước vào luôn.
Mọi người lưu ý nha, nước thì nó sẽ có cái mức giới hạn của nó nè, mức giới hạn nước là mát đây nè. À, còn giới hạn nhiệt độ là mát ở đây, giới hạn nước mát chỗ này. À, nó có cái mức giới hạn đó, anh em lưu ý. Đổ nước thì mình mở ra rồi mình đổ vào thôi, do mình chỉ test test máy cho nên là mình đổ vô ít thôi nha mọi người, không có đổ nhiều lắm, đổ nó mới có chén đít à. Rồi tăng nhiệt độ lên, tăng nhiệt độ lên là cháy đèn nè mọi người, mình cho mức mát luôn nè, đèn nó cháy nè đó, mình đợi cho nó tắt đèn để mình sử dụng. Rồi nó nóng rất là nhanh nha mọi người, tắt đèn nè mọi người, nóng rất là nhanh, tắt đèn mình xài được nè, nóng cực kỳ luôn nè đó. Rồi mình chỉ test là nó xịt nước thôi chứ đâu có test gì nữa, nó nóng rồi đó. Giờ mình qua mức nước cao nhất nè, rồi cái này là xịt tia phía trước nè cho nó bơm nước lên nha mọi người. Đó, xịt tia phía trước nè, mọi người thấy nó văng ra nè. Đó, xịt tia phía trước. Cái này là xịt ở dưới nè. Xịt dưới này mọi người. Đó. Lâu ngày không sử dụng nó bị nó chưa có bơm nước đủ á. Thì nó bơm nước đủ rồi mọi người, xịt nè. Đó. Rồi thấy nó xịt nước ghê không? Rồi mình cho mức nước nhỏ lại một tí. Ừ. Cho mức nước nhỏ lại nữa. Phá nước nè. Phá nước rồi là hết xịt nè. Rồi, chức năng xịt nước bình thường nha mọi người. Phá nước lại thì ở phía trước nó vẫn dâng ra nè. Đó. Mức nước ít á. Rồi xong nha mọi người. Cái bàn ủi này nè, nó cái chức năng á mình không cần bấm nước luôn, nhưng nó sẽ tự, khi mà nó có nước là nó sẽ tự ra luôn nha mọi người. Mình dở lên gì nó không ra, nhưng mà khi mình ủi nè. Mình ủi nè. Đó, là nước nó sẽ tự tự động nó phun ra luôn. Nè, dở lên cái cho mọi người xem nè. À, nước nó tự động phun ra luôn. Mình chỉ cần dở lên là nước nó sẽ tự động phun ra, không cần mình phải bấm luôn á. Nó rất là hay. Rất là hay nha mọi người. Nóng. Đó. Rồi mã số 14 giá 700 đã bao phí vận chuyển, quá rẻ cho một cái bàn ủi Pháp. Bàn ủi sản xuất tại Pháp nha mọi người. Mọi người lưu ý điện 100V nha. Lưu ý điện 100V. Tiếp theo là mã số 15, cái nồi cơm điện giá 900 đã bao phí vận chuyển, nồi cơm điện nha mọi người. Giá 900 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển, hiệu Sáp nè. Hiệu Sáp, đời của nó là KS-Z101. KS-Z101 nha mọi người. 900 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái này là cái nắp đậy để thoát hơi nè. Đó, đậy để mình thoát hơi, đậy lại nè. Mở nắp ra, lòng bên trong. Giới thiệu ở bên trong trước nha mọi người. Nãy test giờ nó vẫn còn nóng nè, cho nên là phải lấy cái khăn cầm mới được. Bên trong nè, do hàng đã qua sử dụng cho nên là bên trong nó có ố vàng nè mọi người. Đây, nó có dính dơ nè, nhưng mà vẫn còn ngon lành nha mọi người, vẫn còn ngon lành cành đào. Đó. Vẫn còn ngon lành nha. Cái nồi cơm điện nó nóng không phải giống như là cái, chứ không phải giống như là cái nồi của mình. Không phải giống như nồi của mình nha mọi người, không phải nó nấu nhanh. Nồi cơm điện của Nhật nó nấu từ từ nha mọi người, nó nấu từ từ, chín từ từ. Nhiều khi nấu một cái nồi cơm cả tiếng đồng hồ mới chín á. Nấu nồi cơm cả tiếng đồng hồ á. Chứ không phải như cái nồi mình mà nấu nhanh. À, ron ở trên nè. Rồi nhìn nè. Ron còn khá là đẹp, chứng tỏ là cái nồi này người ta xài rất là ít nha. Ta xài ít cho nên ron còn đẹp nè. Đó, ron của cái nồi còn cực đẹp luôn.
xanh nè, màu xanh đẹp. Về mấy cái dơ dơ này giờ anh em chà chà lại, lấy cước chà nhẹ 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 là nó sẽ sạch. Ron còn rất đẹp. Ở trên đây nó dính băng keo hơi dơ một tí nè, về anh em chùi, không thì cứ để vậy cũng được. Này nó dính băng keo cái gì đó, mớp nhẹ nè. Rồi giới thiệu ngoại hình nha mọi người, mớp nhẹ. Bên đây cũng mớp nhẹ nhẹ nè mọi người, mớp nhẹ chỗ này nè. Nhưng mà hàng nó qua sử dụng mà như thế này là bình thường, không thể nào tránh khỏi được. Nó mớp hơi 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 nhẹ nhẹ thôi, chứ không có mớp nhiều. Mọi người về sử dụng kỹ, sử dụng kỹ thì nó sẽ đẹp. Mớp mớp nè, nhẹ 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 nè. Cái này thì không thể nào tránh khỏi nha mọi người. Đó, quay cái mớp cho anh em thấy nè. Nó mớp nhẹ à, chứ không phải là nó mớp sâu vào nha. Rồi đây là cái đời của nó nè. KSZ101-S. Nồi 1 lít. Sản xuất ở Trung Quốc, hiệu Sáp mà sản xuất Trung Quốc nhiều người. Năm sản xuất là 2015 nè, năm 2015. Điện 100V, công suất 640W, công suất 640W. Hiệu Sáp, sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha. Sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Dây thì anh em kéo ra, lưu ý là tới giới hạn đỏ là mình ngưng nha. Đừng có kéo nữa là nó hư cái độ rút của bên trong á. Rồi anh em xài xong thì kéo nhẹ ra, rồi cái buông để cho nó thu vào lại. Đó. Thu vào lại là xong. Ở mặt dưới đáy đây. Đó. Nồi cơm điện thì cái cách sử dụng thì nói chung là mình là không có xài cái nồi loại này cho nên là cũng không rành lắm, nhưng mà theo hỏi một số anh em đó, anh em không có chỉ cái lòng bên trong nè mọi người, còn cực đẹp nè, 1 lít nha mọi người, men bên trong còn cực đẹp luôn. Bên ngoài thì người ta xài rồi thì không thể nào tránh khỏi nó chảy nè, chảy nè. Nhưng mà cái lòng bên trong là men ha, còn đẹp luôn, cực đẹp luôn nha mọi người, rất là đẹp. Nồi 1 lít nha. Hỏi cái cách sử dụng ta không có chỉ, người ta nói là về đi mày nấu đi, cơm sống 1-2 lần là tự nhiên mày biết nè. Cho nên là anh em về sử dụng gút gù dịch để mình dịch ra. Nút này cũng là nấu cơm, nút này cũng là nấu cơm, tức là mình nhắn hai nút này nó đều là nút nấu hết. Nhưng theo mình nghĩ cái này là nút này là nấu thường, nút này nấu nhanh, nút này nấu thường, nút này nấu nhanh nha mọi người. Nút này là chỉnh chế độ nè, chỉnh chế độ nè. Ví dụ ngay đây là nấu cơm nè, qua đây là này nấu cơm gạo trắng rồi gạo lứt gạo gì đó. Về anh em tải phần mềm Google dịch về anh em dịch là nó sẽ ra hết, sẽ ra hết nha mọi người, sẽ ra hết đó. Mình bấm qua nè, chọn chế độ nè. Đó, chọn từng chế độ, nó nấu gạo lứt, gạo trắng, nấu cháo, nấu gì đó là nó sẽ dịch hết. Còn cái đèn bên đây là khi mà nấu chín là nó nhảy qua đèn bên đây, là đèn để mà hình như là cái chế độ mà nó chín cơm á, chế độ mà giữ nóng á, là này hay gì đó. Còn nút bên đây là nút tắt nè, bấm đây là tắt nè. Đó, đây là chọn chế độ, chọn chế độ, chọn chế độ. Khi mình chọn xong mình bấm vào nút này là nó sẽ nấu. Nó nấu nha mọi người, là xong. Mình chỉ cần chọn chế độ xong mình nấu, nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà về anh em nghiên cứu thêm nha. Nói chung là biết nhiều nói nhiều thôi. Nồi này thì nói chung là hình thức còn cũng khá là đẹp, khá là ok. Giá 900 đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Đời 2015. Điện 100V nha, anh em lưu ý nha. Điện 100V. Tiếp theo là mã số cuối cùng là mấy cái lo. Mã số cuối cùng là mấy cái lo nha mọi người. Mấy cái lo, ba cái lo này giá 500 lo không rồi nha mọi người, không có amply nha, chỉ có lo thôi. Ba cái giá 500 đã bao phí vận chuyển luôn. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người. Này để bụi nó dơ nè. Cái này nó có 4 chân mà nó mắc hình chân còn 3 chân nè.
Đó. Về anh em ấy anh em lột ba cái chân này bỏ nữa, hoặc là mình cắt cái cục cao su đó mình gắn vào đây, lấy keo rán sắt mình dán lại 500 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha, đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Nói chung một cặp này nè mình mua đã là 250 ngàn, trên đây có dán giá luôn nè, không có gì mà phải giấu anh em hết đó. Một cặp nhỏ này nè là mình mua là 250 rồi, cái này riêng nữa nè đó, mà hiện tại mình bán 500 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Theo anh em nghĩ là mình lời được bao nhiêu tiền đó. Cho nên là bán giá cảm thấy có lời là mình bán nha mọi người, cảm thấy có lời là mình bán. 250 ngàn là một cặp nhỏ này nè, còn cái to đó là chưa có tính đó, cái to này là chưa có tính nè. Đó. Ba cái mình bán 500, anh em nghĩ lời bao nhiêu tiền bao gồm phí vận chuyển nữa. Phí vận chuyển là 60-70 ngàn cho cái lo này nha mọi người, ba cái này nè, rồi công đóng gói nữa. Cho nên là bán là cảm thấy có lời vài chục ngàn là mình bán nha mọi người, không có lời nhiều. Cho nên anh em cứ yên tâm về giá cả, mình bán là không bao giờ mà có cái giá mà nó chặt chém anh em, trừ khi là mình mua cái giá nó bị hớ thôi. Thì mình mua giá thì mình phải kê lên chút đỉnh để mình có lời, trừ khi mua giá bị hớ thì bán giá cao. Mà thường bán giá cao anh em đâu có mua đâu, mình phải hạ giá để cho nó xuống thì bán giá lỗ, chứ không phải cái nào cũng lời nha mọi người. Lo này thì nó không có để là nó không có để bao nhiêu nha mọi người, nó không để công sức, rồi nó không có để thương hiệu gì hết nha, không để công sức, không để thương hiệu gì hết. Đó, và một cái này nè, cái này của thằng gì đây, 8 ôm vậy. Nói chung là này của hàng nội địa Nhật hết nha, hàng nội địa Nhật hết. Cái này về anh em có âm ly hoặc là có cục súp của lo máy vi tính á, về mình gắn vô mình nghe nha, về gắn vô nghe, ba cái lo này nó đều hoạt động bình thường hết, về mình chỉ cần gắn vô mình nghe thôi, mấy cái đầu nó còn nữa. Rồi giá của nó là 500 nha mọi người. Lo này lo vuông, mười bốn phẩy ba lo vuông nha. Còn cái lo này là 18,5 nè, cao là khoảng 27,5. Rồi giá của nó là mã số 16 nha mọi người, giá 500 ngàn, đã bao phí vận chuyển ba cục lo, giá 500 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi hôm nay có tổng số là 16 món hàng để giới thiệu đến anh em, anh em thấy món nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu sưu tầm, trưng bày và đặc biệt là phù hợp với túi tiền của mình thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tên được ở An Giang, anh em liên hệ đặt hàng thì bằng qua số điện thoại nè, qua Zalo nè, không chốt hàng qua phần bình luận nha mọi người, phần bình luận thì mình không có chốt hàng, cho nên anh em thông cảm, anh em thấy hàng thì nên nhắn tin gọi điện trực tiếp vào số điện thoại mình có để trên màn hình hoặc là Zalo. Anh em ủng hộ kênh bằng cách là nhấn like, chia sẻ. Anh em nào chưa đăng ký thì vui lòng nhấn vào nút đăng ký và hình cái chuông để đón xem những video mới nhất và tìm cho mình những sản phẩm phù hợp nhất. Và anh em nào có lòng thì có thể xem thêm quảng cáo để ủng hộ kênh, tức là mình xem cái video cho nó dài dài một tí để ủng hộ kênh, thì cái đó thì rất chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều, để cho kênh có thêm chút xíu thu nhập. Nó không có nhiều đâu mọi người, tại vì cái kênh này là anh em xem rất là ít, xem cái thời lượng xem nó ít, cho nên là một năm thì nếu lấy tiền quảng cáo, một năm qua mình chạy quảng cáo nhưng mà vẫn chưa có lấy được 1.000 nào hết, mà hơn một năm rồi mà số tiền nó chỉ có 30 đô 30 đô, anh em tính là nhiêu, có 600 ngàn, mà hơn năm rồi mà vẫn chưa có lãnh được nữa. Nó quy định là 100 đô mới nhận được, nhưng mà
hơn năm rồi, chỉ có 30 đô thôi, cho nên tiền nó rất ít. Tại vì cái thời lượng xem, ví dụ một video 1 tiếng đồng hồ mà anh em xem có 6 phút 7 phút à, bình quân anh em xem có 6 7 phút thì nó rất là ngắn, cho nên là anh em ủng hộ thì bằng cách là có thể là xem quảng cáo giùm mình nhiều một tí, và cái thời lượng xem thì nó nhiều một tí. Có thể là mình bận công việc thì anh em có thể là nhờ anh em là mở cái điện thoại rồi mình giảm âm lượng đi, rồi mình để cái điện thoại ở đâu đó, rồi xong lát rồi mình nó hết video mình tắt. Thì rất là chân thành cảm ơn anh em. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.